Xin chào tất cả mọi người nha. Thì từ trước tới bây giờ mọi người, mình cứ nghĩ á, thầy cô dạy cái hiện tượng nhật thực nguyệt thực ở trong trường học á là đúng. Mà hôm nay tôi nghe thầy tôi giảng nhật thực nguyệt thực xong, tôi mới biết là thầy và cô giáo của tôi ngày xưa giảng sai không. Đó. Nè, mọi người nghe, nghe thầy tôi giảng về nhật thực nguyệt thực nè, mới biết được cái trình độ của thầy tôi là nó ngoài cái tầm vũ trụ luôn đó mọi người nè, mời mọi người nghe nha. Sao La Hầu nó nuốt mặt trời gọi là hiện tượng nhật thực được chưa? Rồi nó nuốt mặt trăng gọi là hiện tượng nguyệt thực. Gọi là La Hầu kế đô đó quý Phật tử. La Hầu tức là Rahula tiếng Ấn Độ gọi là La Hầu La. Mà Đức Phật dùng cái tên Sao La Hầu đặt cho đứa con trai của mình là La Hầu La. Vì lúc Đức Phật phát tâm đi tu thì công chúa Gia Du Đà La sinh ra La Hầu La làm chướng ngại cái con đường tu xuất gia của Đức Phật, cho nên Đức Phật con rồi bị Sao La Hầu nó chiếu rồi nha. Rahul á là Rahu á là La Hầu á nha. Cho nên nếu chúng ta bỏ đi thì vợ mình mới sinh mà mình bỏ đi tu thì không có trách nhiệm, phải không? Nó là một chướng ngại cho ý chí xuất gia đó, cho nên đặt là La Hầu á, được chưa nè. Sau khi mà mọi người nghe thầy tu giảng thì mọi người có mở mang được kiến thức chưa? Biết được cái trình độ của thầy tôi nó cỡ nào chưa? Mà nói nghe nè thầy ơi, thời buổi bây giờ, thời buổi công nghệ rồi, không? Thầy rảnh á, thầy xách cái máy tính còn không á, thầy xách cái điện thoại á, thầy lên Google thầy search coi cái hiện tượng nhật thực và nhật nguyệt thực á là như thế nào. Trời đất ơi, tôi học mười mấy năm ở ghế nhà trường, tôi chỉ biết nghe nhật thực với nguyệt thực á là chỉ liên quan nè trái đất, mặt trăng, mặt trời thôi. Bữa nay á, thầy tôi lên giải thích, giải trình là hiện tượng nhật thực, nguyệt thực là do cái ngôi sao La Hầu La ơi gì đó nó nuốt. Thầy học cái đó đâu ra à thầy? Kiến thức đó thầy mối đâu ra à thầy? Trời đất ơi, công nhận nghe, cái trình độ em nó thấp kém quá, em không có theo thầy được. Cái trình độ thầy cao siêu quá, thầy mới biết được á là nhật thực là do với nguyệt thực là do cái sao La Hầu đó nó nuốt mặt trăng với mặt trời nha mọi người. Chứ đó giờ tôi đi học, thầy cô không có dạy tôi như vậy, không biết ai dạy thầy mà cho thầy lên cái trình độ quá cao siêu thầy ơi. Thiệt, con thật sự là bái phục thầy, bái phục thầy luôn á. Gốm cổ thì trời ơi, đúng là trình độ của em thấp kém quá, em không thể nào hiểu được những cái cao siêu mà thầy giảng nổi hết trơn. Một vấn đề nữa nè thầy, đúng không, thầy đừng có đem La Hầu La gì ra rồi thầy nói là con Đức Phật này kia kia nọ. Không phải, đó là trước kia. Trước kia đâu có ai kêu ngài Thái tử là Đức Phật đâu. Thì ngài phải nói là đứa đó là con của Thái tử. Chứ tại sao nó là con của Đức Phật? Sau này Đức Phật tu hành đắc đạo, người ta mới kêu bà là Đức Phật, Đức Thế Tôn. Nó đã Đức Phật đi, đã đắc đạo, đã đi tu hành mà làm gì có vợ có con. Nó cái đó là ngài phải nói là ở lúc trước, trước khi Đức Phật đi tu hành, nó ngài phải gọi là con của Thái tử chứ. Chứ lúc đó có ai kêu Thái tử là Đức Phật đâu, có ai kêu Thái tử là Đức Thế Tôn đâu. Ngài đi tu hành, ngài đắc đạo người ta mới kêu là Đức Phật. Nhưng mà từ ngài tu hành chứ lên, ngài có lấy vợ, có đẻ con gì đâu, mà lại là nói con của Đức Phật, con Đức Phật, con của Thái tử nha. Nhớ kỹ nha thầy, con Thái tử chứ không phải con Đức Phật nha. Ừ, đất cơ gốm cổ thiệt, bởi mình nói sao mọi người, con sâu nó làm sầu nồi canh, nó như vậy á. Thì giống như nước lọc với lại là nước cống á mọi người, nó cũng là nước nha. Nước cống vốn gì nó cũng là nước tinh khiết thôi, nhưng mà tại vì nó lẫn nhiều tạp chất quá nên người ta gọi là nước cống, nước bẩn á. Thì cái đạo Phật nó cũng vậy thôi đó. Cái đạo Phật vốn dĩ nó rất là trong sáng, trong sạch, nó rất là đẹp. Tại vì có những cái tạp chất nó lẫn vô thì bởi vì nó mới lộn xà ngầu đó. Thì muốn nó trong sạch thì cần phải lọc đi những cái tạp chất đó. Giống như cái nồi canh mà có con sâu vớt con sâu đó ra đi, cái nồi canh nó mới ngon. Còn nước bẩn thì phải lọc hết tạp chất đi cho nước nó sạch, nó trong, đúng không mọi người? Đó. Đạo Phật chúng ta vốn dĩ là nó rất là đẹp, rất là trong sáng, trong sạch. Tại vì những cái bẩn, những cái tạp chất đó nó lẫn lộn vô, nó làm cho xào bần lên. Muốn trong sạch thì cứ loại bỏ những cái tạp chất đó ra thì tự nhiên nó trong sạch.
đương nhiên nó sẽ đẹp lại liền. Đúng không mọi người? Nhớ nha thầy. Trời ơi, thời cổ chứng 4.0, 5.0, 6.0 rồi. Mình vì cái gì mình không biết á thì mình đừng có nói, còn mình không biết nữa thì mình lên mạng á, mình lấy điện thoại mình search. Mình search cái mình đọc thôi. Chứ để nói nhiều khi mấy người mà có trình độ kém như con nè, không biết á, không có theo nổi cái trình độ của thầy á. Trời ơi, là con mệt mỏi lắm, con ngồi con cười không luôn á, chứ con cũng không biết như thế nào luôn. Gớm cổ thiệt. Cảm ơn mọi người nha.